Vừa rồi là anh em vừa xem được một số cái bình luận trên kênh của mình. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay không phải là một cái video về ẩm thực, mà hôm nay sẽ là một buổi nói chuyện giữa tôi và những người yêu mến tôi, và giữa tôi và những người ghét tôi. Ghét hay không thì tôi cũng chả biết mấy ông, nhưng thực tế là mấy người cứ hay bình luận lên cái kênh của mình như thế này thế kia. Thì thực tế trên kênh của tôi có rất nhiều là người chỉ tôi, có rất nhiều người thích tôi, có người chỉ tôi thì kể cả người thích tôi thì tôi cảm ơn tất cả mọi người. Riêng một cái kênh bé tí như thế này của tôi với một cái kênh lớn như thế này thì tôi sẽ có hai nghi hướng, sẽ có hai chiều, có hai đối cực. Một đối cực là người yêu quý mình, người yêu quý mình gọi là fan của mình, còn người ghét mình gọi là anti fan. Thì thực tế mấy ông anti fan ghét thì mấy ông chả làm gì cả. Giống như mình á, thì có những người bảo là cái thằng mặt lờ, cái thằng con cờ, cái thằng này, cái thằng kia, cái thằng mong gì vân vân đó. Thực tế mấy ông nhận mấy cái thuốc tiểu tôi bận, tôi không muốn đọc. Nhưng mà nói thật với mấy ông, nhưng trong những cái thời gian mà để mà mấy ông chửi bới mấy ông như thế này thì mình nhìn mấy ông nên kiếm một cái việc gì mà làm, hoặc là biến con mẹ nó đi chỗ khác thì nó hay hơn, chứ đừng có ngồi vào đấy. Còn mỗi cái thằng mà sản xuất ra video giống như mình á thì cũng muốn đem lại một cái nội dung, một cái giải, một cái dây cuộn giải thì dành em thôi, chẳng chả liên quan gì đến nữa cả. Thực tế anh em xem thì cũng chả cho chúng tôi được cái gì cả. Nếu chúng tôi có bật được kiếm tiền này không á thì cũng do là ông Google trả tiền thôi. Mà công lao cũng có. Nếu ông xem, nếu ông có chửi thì chúng tôi mới có được cái phút sẽ giờ xem rồi. Còn lứa chả liên quan gì với ông thì còn nó thật kìa các mày ông. Cuộc sống mà người sinh ra thì đầy đủ các bộ phận tay chân, người mà kẻ may mắn này, thì nó thiếu đi một bộ phận nào đó. Người thì thông minh cực đỉnh, còn người thì ngu si đần độn giống như tôi. Nhưng mà thật mấy ông ăn đang ngu si đần độn của tôi khó lắm ạ. Nói thật với mấy ông đứng vào chửi tôi có khả năng tôi làm để tôi nuôi sống tôi và nuôi sống gia đình tôi. Tôi đứng ra tôi có thể tự lập nghiệp bằng từ hai bàn tay của tôi có thể làm nhà làm cửa. Chứ mấy ông chửi hay mấy ông khen tôi cũng chả chó thôi chứ cả thẳng luôn. Đến giờ phút này thì tôi nói thẳng với ông luôn, công tôi có công việc, tôi tạo ra cái của cải để nuôi sống tôi với gia đình tôi, nên mấy ông bỏ mày qua làm gì. Trong cuộc sống thì thằng nào cũng muốn rằng mình tốt mình đẹp, nhưng do cái số phận nó đưa đẩy nên nó phải như thế này thế kia thôi. Tôi không phải là thằng nào không không phải là thằng không muốn như thế kia. Tôi xấu, tôi công nhận tôi xấu vì cha mẹ sinh tôi ra như vậy mà. Tôi cũng muốn đẹp giống như mấy ông chứ đâu phải là tôi không muốn đẹp, muốn do cái cuộc sống mà nó bắt buộc như vậy nên tôi phải như vậy. Nên tôi nói mấy ông xem được thì ủng hộ, cũng xem được thì kỳ, mấy ông tôi cũng chẳng quan tâm. Mấy ông ngừng phản xét lại ở cái thằng này như thế này, thằng này như thế này, thằng này làm video như thằng này, thằng này làm sao như được. Một ông có một phong cách riêng, không có ông nào cũng giờ ông nào đó. Ở hôm trước mình có đọc một cái cục mặt trên bảo là cái thằng mặt lờ mày làm video gì bằng sàn vlog. Tôi thực tế ông xem sàn vlog thì ông được sàn vlog, còn lứa tôi á tôi không xem thôi. Tôi làm video á thì tôi chỉ làm cho vui, chẳng có liên quan gì cả, không ảnh hưởng gì kinh tế nhau cả. Nên mẹ ông chẳng là phải là suy nghĩ gì. Còn tôi khuyên mẹ ông là để mà bấm nhắn tin này nhắn tin kia thì mẹ ông nên chọn một cái công việc nào đó đỡ ăn bám gia đình, thì mẹ ông đỡ trở thành gánh nặng của xã hội. Mẹ ông muốn mua lõm nước ngọt mẹ ông có thể kiếm được tiền từ mẹ ông để mà mua, chứ không phải mẹ ông cứ ngồi mẹ ông bấm máy tính như thế này thế kia đây. Vì mấy ông chửi người này bởi người khác. Thực tế nha, cảm ơn mấy ông chửi, mấy ông bởi. Mấy ông chửi mấy ông bởi đó ấy, là đã đóng góp được một số lượt xem cho YouTube, tạo nên cái nền tảng để cho YouTube trả tiền cho mấy YouTube khác ấy. Nhưng mà trong cái video này tôi nói
người sinh ra xấu đẹp, bần hèn đều do cuộc sống. Nên mấy ông ngưng phản xét người ta lại, chứ chắc mấy ông đã hơn được người ta. Chào mấy ông chào hơn được người ta không? Mấy ông đang thực ra là ăn bám và là gánh nặng của xã hội thôi. Thôi mấy ông cứ chửi tôi. Còn là mấy ông không, mấy ông xem thì giáo bình luận có ý tích cực đó, tôi biết mấy ông là những người gì có suy nghĩ chính chắn, người như thế kia không phải giống như mấy ông. Nhưng mà tôi không phải là giống như mấy ông làm được từ bao cam thì kênh hay kênh khác, chửi về kênh hay sang kênh khác, thằng này thằng kia thằng này kia. Mấy ông để thời gian mấy ông chửi nó thì thực tế mấy ông kiếm một cái việc gì mà làm có ích cho xã hội. Còn những cái thằng ngu đần dại dột thứ như chúng tôi ạ, cuộc sống mà mấy ông ngưng phát xét lại, chúng tôi có thể lo được cho chúng tôi. Thôi video của tôi đến đây chỉ nói như vậy thôi. Bye bye nha. Mấy ông xem được thì xem, không xem thì lượn.